Chào mọi người ha. Hôm nay thì em mới bứng một cây sung dưới đất. Chậu này cũng hay lớn. Sáng rồi giờ mình vô dây điện hình nó sẽ sơi thế này, chờ nó sống rồi nó phát triển vàng ra mình làm tiếp ha. Góc đế nó đẹp, cây mình 20 năm mấy. Cái bên đây là cái thế mình nè, phôi nó trồng cũng khoảng thời gian ngắn ra từ cái này nó quá mỏng. Xin chào mọi người, mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để mình làm nhiều cái clip về cái cây cảnh mình đang tiến hành làm trồng. Xin chào.